Xin chào các bạn, hôm nay mình đi chơi đi cáp treo có hai anh em nha. Nguyên ghế chiếc cáp treo này bữa nay mình không có ngồi chung với người khác, có hai người thôi. Đây có ông anh. Ông anh ở ngoài Bắc ngồi chơi. Nguyên cái cáp này bữa nay đi có hai người lời các bạn ơi. Hai vé có trên triệu ngồi nguyên được nguyên cái cáp. Đó, bắt đầu mình rời đi. Đây bắt đầu từ ở An Thới mình đi qua bên Hậu Thôn. Đây thì biển. Đây cũng chiếc tàu của ngư dân. Đánh bắt giờ này chắc là nghỉ rồi phải không? Tàu trong nhiều lắm. Nó bán cái vé này có bao gồm ở bến công viên nước, đồ trò chơi bán luôn mình chơi, nhưng mà hồi nãy nó hỏi combo là cũng như mình ăn sức ăn mà tính ra 300 mấy, anh ăn đồ ăn nó cũng ngon lành 370, rồi hai người mất hết 800.000 mà em. Còn phía bên tay trái của mình ở đây là của An Thới nha, nguyên cái thành phố An Thới, phía nam An Thới nha, phía nam đảo Phú Quốc nha các bạn. Ở đây là mặt phía đông, mình đang xe quay này là phía đông. Đây, hướng trước của mình thì đi qua bên cáp treo Hòn Thơm, bên Hòn Thơm. Còn mặt này mặt phía tây. Đây thì có những cái chiếc du thuyền của các bạn, cano nha các bạn. Những chiếc cano này mình cho thuê đi ra ngoài ngoài mấy cái hòn nha các bạn. Mấy người ta không đi cáp nên ta đi cano đây. Mình phải cho họ cha con đi ra đây không? Đầu tiên ngồi có hơi cảm giác khác, nhưng bây giờ lên rồi bạn quen. Quen rồi. Hết cái này là hết à? Chưa ra. Có người hay thuyền tàu cái chạy hơi chậm hơn chút, đây là chuyến tàu, đây cũng tàu du lịch, những cái cáp đang chạy qua một chấm chưa có người về. Đây cái trụ cột ngay trên đỉnh này. Bên kia mấy cái hòn nhỏ nó nằm ở bên kia, mình phía mình mặt phía đông đèn chiếu nắng ngoài bây giờ hết là của sếp chắc không phải chắc phải 16 giờ. Phía dưới mình có cái cano nó đang chạy. Đi trên cáp nữa cũng chạy nó hơi nhòi nhòi các bạn. Mới quay cái máy này 2 giờ mới đi xếp rồi. Là xếp nên mình muốn là mấy chiếc chạy bán chạy qua chưa có người về. Tại sáng giống như mình đi cũng như là hơi sớm á. Giờ này bắt đầu tao mới giờ này có phải dạy uống cà phê ăn không có phải đi. Đúng rồi.
đây lúc này quay về không tới, đi chiếc cáp có hai người, hai anh em theo anh. Đây đây em áp xuống. Đây mình quay ngược lại con gái, mình xin phép mình ngưng ở đây các bạn. Bye bye. Tạm biệt.